Mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục hộp thư truyền hình. Thưa quý vị, vị khán giả đầu tiên chúng tôi xin trao đổi là ông Trương Giang Thành, ngụ ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long. Thưa ông hỏi. Tôi muốn hỏi, trường hợp người biết mình đã bị nhiễm bệnh nhưng họ lại không khai báo y tế, vẫn tiếp xúc với mọi người làm cho dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, thì họ sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định? Về câu hỏi trên của ông Thành, chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định hiện nay, thì bệnh COVID-19 được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A. Đây là nhóm gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Tại Điều 8 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm có quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có một số hành vi như cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, phân biệt đối xử và đưa hình ảnh thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm. Như vậy, hành vi biết mình đã bị nhiễm bệnh COVID-19 mà không khai báo y tế, tiếp xúc với mọi người, tùy tính chất và mức độ mà người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý trách nhiệm hình sự. Theo Điều 6, Nghị định số 176 trên 2013 của Chính phủ quy định, hành vi che giấu bệnh truyền nhiễm bị xử phạt vi phạm hành chính đến 1 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý trách nhiệm về hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người quy định tại điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015 mức xử phạt cao nhất đến 12 năm tù Ông Ngô Quang Minh, ngụ ở phường 2 thành phố Bạc Liêu, gửi thư về chương trình hỏi. Vừa qua, con trai tôi bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi ra đường không thật sự cần thiết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội với số tiền là 2 triệu đồng. Do hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện để nộp phạt lúc này. Nếu con tôi không nộp phạt đúng thời gian quy định, để quá hạn thì có bị phạt thêm tiền nữa không? Kính thưa ông Minh, theo khoảng 1.73 và khoảng 1.78 luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định, Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó. Theo quy định thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại kho bạc nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt. Như vậy, người bị xử phạt vi phạm hành chính có nghĩa vụ nộp phạt trong thời hạn là 10 ngày. Nếu quá thời hạn nêu trên, sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trả lời thư của anh Nguyễn Hòa Phú, ngụ tại xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, nội dung thư anh trình bày. Vừa qua, trên đường đi làm về, tôi bị tai nạn giao thông và phải nằm viện hơn 10 ngày. Tuy nhiên, sau tai nạn, phía công ty tôi làm việc không hỗ trợ chi phí điều trị và không tính lương trong những ngày tôi nằm viện. Tôi muốn hỏi là công ty làm vậy có đúng không? Tôi có được khiếu nại để đòi quyền lợi của mình? Xin chào anh Phú, trước hết xin cảm ơn anh đã gửi thư hỏi về chương trình và cũng chúc anh sức khỏe sớm bình phục. Về câu hỏi trên, chúng tôi xin trao đổi với anh như sau. Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện nay, thì không phải trường hợp tai nạn giao thông nào trên tuyến đường từ nhà đến nơi làm việc cũng được coi là tai nạn lao động. Theo điều 45 luật an toàn vệ sinh lao động quy định, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện như người lao động bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian hợp lý và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn này. Trong đó thời gian hợp lý là khoảng thời gian cần thiết để người lao động đến nơi làm việc trước giờ làm việc hoặc trở về sau giờ làm việc. Tuyến đường hợp lý là tuyến đường mà người lao động thường xuyên đi từ nơi ở nơi đăng ký tạm trú đến nơi làm việc và ngược lại. Ngoài ra, tai nạn giao thông xảy ra phải do lỗi của người khác gây ra hoặc là không xác định được người gây tai nạn. Việc xác định lỗi phải dựa vào biên bản kết luận của cơ quan công an có thẩm quyền. Chỉ khi nào tai nạn được xác định là tai nạn lao động thì người lao động mới được hưởng trợ cấp từ người sử dụng lao động và các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Nếu đáp ứng đủ những điều kiện trên thì anh mới được hưởng chế độ tai nạn lao động. Trường hợp đủ điều kiện mà phía công ty không giải quyết quyền lợi cho anh thì anh có quyền làm đơn khiếu nại đề nghị lãnh đạo công ty xem xét. Nếu không được giải quyết, anh có quyền khởi kiện đến tòa án cấp quyền nơi công ty có trụ sở để nơi đây xem xét xử lý. Chương trình xin tiếp tục phần trả lời thư của chị Phạm Kim Oanh, ngụ xã Định Thành, huyện Đông Hải. Thư chị hỏi. Tôi đang làm công nhân cho một công ty tư nhân được hơn 2 năm. Tuy nhiên, công ty nợ lương của tôi và nhiều công nhân khác đã hơn 3 tháng mà chưa thanh toán. Một tháng nay do dịch bệnh, phải nghỉ việc ở nhà nên cuộc sống của tôi rất khó khăn. Xin hỏi công ty có được quyền nợ lương của người lao động không? Và nếu được thì được nợ trong bao lâu? Chịu anh thân mến, tài khoản 1 điều 94 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định nguyên tắc trả lương cho người lao động. Cụ thể thì người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp đầy đủ đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp. Ngoài ra tại khoản 4 điều 97 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định về kỳ hạn trả lương như sau. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày. Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất quy động tiền gửi có kỳ hạn một tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương. Như vậy, công ty phải trả lương đúng hạn theo quy định tại khoản 1 điều 94 bộ luật lao động. Trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng thì việc trả lương cho người lao động không được quá là 30 ngày. Nếu đã hơn 3 tháng mà công ty vẫn chưa trả lương cho chị là không đúng quy định của pháp luật. Việc trả lương không đúng hạn có thể bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 75 triệu đồng, tùy theo số lượng người lao động bị trả lương không đúng hạn. Ông Nguyễn Thanh Tuấn ngủ ở phường 1, thành phố Bạc Liêu có thư hỏi như sau. Tôi được biết hiện nay ở nhiều tỉnh thành, trong đó có Bạc Liêu, đang triển khai tiêm vaccine để phòng COVID-19. Vậy, theo quy định thì những đối tượng nào và ở địa bàn nào thì sẽ được ưu tiên tiêm vaccine? Nếu tôi muốn tiêm vaccine dịch vụ trả phí có được không? Xin chào ông Tuấn, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Bạc Liêu cũng như các tỉnh thành khác, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp. Và trong số các giải pháp nhằm để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, sớm đẩy lùi dịch bệnh, thì việc tiêm vaccine được xem là biện pháp bảo vệ hàng đầu để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm như COVID-19. Tuy nhiên, do nguồn vaccine hiện có còn hạn hẹp, chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế, nên trước mắt chỉ một số đối tượng địa bàn được ưu tiên tiêm ngừa trước. Theo nghị quyết số 21 ngày 26 tháng 2 năm 2021 của chính phủ, đối tượng địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí vaccine COVID-19 như sau. Về đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí, gồm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, như người làm nhiệm vụ trong các cơ sở y tế người tham gia phòng chống dịch gồm thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp người làm việc ở các khu cách ly làm nhiệm vụ truy vết điều tra dịch tễ tình nguyện viên phóng viên quân đội công an nhân viên cán bộ ngoại giao của việt nam đang cử đi nước ngoài hải quan cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh người cung cấp dịch vụ thiết yếu như hàng không vận tải du lịch cung cấp dịch vụ điện nước Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi, người sinh sống tại các vùng có dịch, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài và các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định. Về địa bàn, ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở các tỉnh thành phố đang có dịch. Trong tỉnh, thành phố sẽ ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch và các đối tượng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, đối tượng ở vùng có dịch. Hiện có rất nhiều tổ chức cá nhân có nhu cầu tiêm vaccine trả phí dịch vụ giống như là tiêm ngừa các loại vaccine khác. Trước nhu cầu lớn của người dân, theo chúng tôi được biết, Chính phủ và Bộ Y tế hiện cũng đang xem xét về việc cho phép các cơ sở y tế tư nhân tìm kiếm nguồn hàng nhập vaccine về nước phục vụ người dân có nhu cầu tiêm vaccine COVID-19 trả phí, vừa đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, vừa giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Đề xuất này hiện đang được xem xét. Khi nào chính thức thông qua, chúng tôi sẽ có thông tin để ông và mọi người đều biết. Thư của bà Phạm Thị Thu, ngụ ở xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, hỏi. Con tôi điều khiển xe gắn máy xảy ra gia chạm với người đi xe đạp. Sau tai nạn, do người đi xe đạp cũng không có lỗi, nên con tôi chỉ đồng ý bồi thường một số chi phí chữa trị hợp lý nhất định. Thế nhưng bên kia không đồng ý, và dọa sẽ thư kiện con tôi ra tòa. Tôi muốn biết việc thỏa thuận bồi thường trong các vụ tai nạn được pháp luật quy định như thế nào và chi phí bồi thường bao gồm các khoản nào, cụ thể ra sao. Kính thưa bà Thu, vấn đề bà hỏi thuộc trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm và bên nào có lỗi thì phải chịu bồi thường cho bên bị hại. Theo Bộ luật dân sự quy định, mức bồi thường cụ thể sẽ do các bên tự thỏa thuận, gồm bồi thường về vật chất và bồi thường về tinh thần. Các khoản chi phí bồi thường thiệt hại trong trường hợp sức khỏe bị xâm phạm bao gồm: chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi thường phục hồi sức khỏe, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại, chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Trên đây là các khoản thiệt hại cơ bản theo quy định của pháp luật, gia đình bà và người đi xe đạp có thể thỏa thuận mức bồi thường dựa trên các quy định chúng tôi vừa nêu nếu không thỏa thuận được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết đôi lời trao đổi và chúc vụ việc của gia đình bà sẽ có kết quả như mong muốn